Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỷ giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày ất hợi tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi kỵ tỵ tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý tỵ tân tỵ tân hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh hợi ất hợi đinh mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc. Khai trương, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao thần cách, kỵ về tế tử, sao vạn vong, thổ kỵ, kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bước sang ngày này đang có được báo hiệu sự nghiệp của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi và trong ngày này bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ cho nên bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn đang còn tồn động trong suốt thời gian vừa qua. Với bạn tuổi tí trong ngày này, nếu nghiêm túc làm việc, bản mệnh có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp vì những thành tích xuất sắc của bản thân mình đạt được. Bạn hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai và để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang phát triển khá tốt đẹp nếu như bạn đang quản độc thân, bạn có thể được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận, bạn cần phải mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim mình lên tiếng nữa. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, quý nhân giúp đỡ khắc phục được những khó khăn, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, đồng nghiệp khâm phục Lãnh đạo đánh giá cao, Tử Vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp, Tử Vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, du lịch, kỹ thuật. Nhờ cố thiên ấn nâng đỡ mà bạn tuổi xỉu trong ngày này nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của mọi người có địa vị cao trong tập thể nữa. Và nếu như bạn tuổi xỉu tích cực sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình, bạn có thể mở mở ra những lối đi riêng và phát triển theo những hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, dù sao bạn vẫn cần phải hòa đồng với mọi người, chớ có tự cô lập bản thân mình bạn tuổi xỉu nhé. Ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi sửu cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, không nên dồn hết tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, cũng hãy cố gắng dùng bữa tối cùng với mọi người và đây là thời điểm các thành viên đều quây quần bên nhau, bạn tuổi sửu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim khẳng định được vị thế của mình nếu làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của những người quyền chức trong xã hội, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, mở lối đi riêng không phụ thuộc vào người khác, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình nhiều hơn, tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 57, số 82, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Tử vi tuổi dần, thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này khiến cho phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đang phải chịu ảnh hưởng ảnh hưởng xấu đặc biệt là đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt trong ngày này đối với những bạn đang quản độc thân cũng gặp nhiều chuyện không được như ý của mình trong chuyện tình cảm bạn khó tìm được người phù hợp với mình cho dù hiện tại bạn đang có mở lòng với mọi người xung quanh đi chăng nữa có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bắt đầu chuyện yêu đương Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi dần, về phương diện tiền bạc của bạn nhờ có được chính tài phù trợ cho nên bạn lại gặt hái được những khoản tiền đáng kể và bạn tuổi dần có thể được thượng nóng vì đạt được thành tích cao trong công việc hoặc là tìm được những mối đầu tư có lợi mang lại lợi nhuận nhanh chóng nữa vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm lẫn nhau. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được tiền thưởng hoặc là các khoản về lãi đầu tư. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 65, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên với bà tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc tuy nhiên vì bạn đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi việc cho nên bạn thường thấy chán nản muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn bất ngờ với bạn tuổi mão bạn tính hiền hòa vui vẻ là yếu tố tác động lớn giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển khá thuận lợi bạn tuổi mão bạn luôn chân thành nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính vì vậy mà chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu như bạn gặp phải khó khăn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mão, lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng cái điều này cho thấy về gia đình của bạn tuổi mão cũng đang có được bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, dù là lớn hay là nhỏ, chẳng hề giấu giếm nhau điều gì, nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng ngày càng được gắn kết hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái bắt tay vào công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ bộ cuộc dựa chừng nếu như gặp phải khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn đó cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi thìn gặp được nhiều điều thuận lợi nếu như bắt đầu sự nghiệp mới bạn tuổi thìn, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác và dần dần chinh phục được cái đích của mình đã đặt ra. Trong ngày này, đối với những bạn đi làm lâu năm thì nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu như bạn muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai sự nghiệp của mình thì bạn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn nữa, khó chinh phục hơn và không nên vội hài lòng với thực tài. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Nếu như đôi bên không có chuyện gì bất đồng ý kiến, bạn mệnh đừng có khăng khăng với ý kiến cá nhân bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của mình đã là đúng đắn bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ tạo dựng ấn tượng tốt đẹp với người khác tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ gặp nhiều thuận lợi nếu tham gia thi cử tuyển chọn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, đừng có bắt người khác phải nghe theo ý của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 30, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương xung tác động. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bán mệnh tuổi tỵ dễ gây mất lòng người khác, thậm chí là làm tổn thương những người xung quanh vì cách ăn nói chẳng hề kiêng nể ai. Với bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn cũng trải qua một ngày làm việc vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Có tham vọng là tốt nhưng để đến được thành công thì bạn cần phải có một quá trình với lộ trình rõ ràng không thể nóng lòng thành công ngay lập tức được bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người thông minh, có trí tín thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế của mình, bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cùng với đó, bạn cũng nên làm giàu, trong sáng, không nên trở thành người tham tiền, chạy theo những gì không phải là của mình bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc ôm đồm quá nhiều công việc không nên tham lam, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 44, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy với bà tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng nhau vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, bạn tử ngoại bạn không nên cố tình nói những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng giận như vậy một khi rắc rối nảy sinh, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh tuổi ngọa cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống trong một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, hơn thua cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả. Trong công việc với bà tuổi ngọa trong ngày thứ năm này lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên nóng nảy, không tranh chấp với những kẻ tiểu nhân hoặc là những người có quyền chức trong xã hội. Một điều nhịn, chín điều lành. Với bạn tử ngọ nên vận dụng câu tục ngữ này để cho vận trình ngày hôm nay được trôi qua thuận lợi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên mâu thuận với tiểu nhân hoặc là người có chức quyền từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc bộ khoa không xô đua những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 53, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi bạn là người thông minh và khôn khéo sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra và bạn có thể giải quyết được những khúc mắc trong công việc một cách nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm và làm việc phong phú của mình nữa Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, bạn cần phải mở rộng mối quan hệ xã giao của mình hơn nữa. Không nên tự tách bản thân mình ra khỏi tập thể. Sức mạnh tập thể to lớn sẽ giúp cho bạn chinh phục được những đỉnh cao mà bạn không thể nào với tới nếu như chỉ có một mình mình. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình. Nếu như cơ thể của bạn có gặp bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể sắp xếp thời gian để đi khám bác sĩ, kiểm tra sức khỏe, không nên để đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rồi mới giải quyết. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đạt được thành công khiến cho mọi người khâm phục. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy kinh nghiệm dày dặn giải quyết được vấn đề nhanh chóng từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không nên tự tách mình ra khỏi tập thể từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên cố tình nói lời tổn thương người khác vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 48, số 60, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này khiến cho bạn tuổi thân phải trải qua một ngày không được yên ổn cho lắm do có kẻ tiểu nhân dở trò cho nên bạn mạnh tuổi thân vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn có thể những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn nữa với bạn tuổi thân, bạn đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích thực tế cho lắm. Bạn hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Khi trắng điên đã rõ ràng thì kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy với bạn trong ngày luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia, do đó nếu không tìm được cách giải quyết cho vấn đề thì đừng có ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn, sóng gió nữa vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá tốt đẹp đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình Bạn mệnh tuổi Dậu bạn trở thành người có sức hút được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi và bạn hãy cho người đó cơ hội để được tiếp xúc trò chuyện với mình nhiều hơn nữa. Và trong ngày này nếu như bạn đã có gia đình rồi, bạn tự dạo luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa, bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tự giàu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy công việc của bạn mệnh không quá thuận lợi và bạn có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi của đồng nghiệp trong văn phòng. Bạn cần phải cố gắng giữ mình tránh xa những chuyện thị phi và giữ lập trường vững vàng nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận với mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim hãy giữ vững những quan điểm đúng đắn từ trước tới giờ vài đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 57 số 67 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn tử vi tuổi tuất thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn phù trợ bản chất của bạn tuổi Tuất là người thông minh nhân từ không ham danh lợi nhưng đừng có để cho điều đó biến cho bạn trở thành người không có chí tín thủ dễ dàng bằng lòng với thực tài nếu cứ dậm chân tại chỗ như vậy bạn sẽ bị người khác vượt qua và với bạn tuổi tuất á bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng mối quan hệ xã giao với mình giúp cho bạn gặp gỡ được quý nhân bạn hãy trân trọng những người thực sự đối xử tốt với mình đồng thời bỏ ngoài tai những lời đàm tiếng nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình. Bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách hơn hay là không? Và bạn hãy dành bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian cho con cái của mình để hiểu con cái của mình nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa là người thông minh, không ham danh lợi, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dậm chân tại chỗ để người khác vượt qua mình, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần quan tâm tới con cái nhiều hơn, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có phần xa cách. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 50, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi trong ngày này sẽ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực do bạn đang phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình gây ra tuy nhiên dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt với bạn tuổi hợi cũng không nên bi quan bạn cần phải suy nghĩ tích cực có như vậy thì việc tìm cách khắc phục những khó khăn trở nên dễ dàng hơn với bạn rất nhiều. Và với bạn tuổi hỏi, bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không chính xác, có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng tốt giúp đem lại nhiều may mắn cho công việc và gặp được nhiều thuận lợi nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, không nên tham thân trách phận, hãy chủ động nghĩ cách giải quyết. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 53, số 66, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.